Polly xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với bếp của Polly. Thì nếu như cuối tuần mà mọi người cảm thấy chán với các cái thực đơn ở nhà đó, thì Polly hôm nay xin chia sẻ một món, đó là món tôm rang muối. Tôm rang muối của công thức Polly sẽ rất là nhanh gọn luôn nha mọi người. Và Polly sẽ ít sử dụng muối trong cái công thức này, mà Polly sẽ sử dụng cái bột chiên giòn của cái vụn bánh mì đó để thay thế cho muối, làm cho nó khi mình rang nó lên nó giòn giòn, giống cảm giác như muối vậy. Và đặc biệt nữa là Polly sẽ dùng cái bánh phồng tôm màu trắng này này, mình sẽ đâm nhuyễn nó ra, mình sẽ rưới lên tôm, mình thay cho muối. Bởi vì trong cái tôm này cái lượng muối nó đã vừa đủ rồi, mình sử dụng một muỗng cà phê cho tất cả 1 ký tôm trong công thức mà Polly sử dụng thôi. Và bây giờ thì cùng bắt tay vào làm với Polly nhé. Nguyên liệu mà Polly sử dụng hôm nay là 1 ký tôm, 4 muỗng canh bột bắp, 2 muỗng canh vụn bánh mì, nửa muỗng cà phê bột hành, 4 tép tỏi. 4 tép tỏi thì mọi người sẽ lát mỏng ra giống như thế này ha. Và 1 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu, hoặc là nhà có em bé như Polly sử dụng là nửa muỗng thôi nha. Polly dao động, nếu có em bé nhiều quá mọi người có thể gia giảm cái tiêu. Ớt thì Polly sẽ không sử dụng ớt, Polly để trong này cho mọi người là thường tôm nó kèm với ớt á, rất là ngon. Ví dụ chẳng hạn làm cho mấy anh xã nhà mình nhậu á, thì mọi người bỏ ớt, nhưng mà có các bé thì bỏ ớt ra khỏi cái công thức. Vài cái bánh phồng tôm, một ít ngò để mình trang trí. Bột hành ở Polly sử dụng thì là Polly sẽ sử dụng cái bột hành ở Phần Lan là cái này. Thì ở Phần Lan á, Polly sử dụng cái muối Himalaya này trong cái thực phẩm rất là nhiều, bởi vì cái muối này nó ít có cái độ mặn của nó ít hơn so với mấy cái muối khác. Bây giờ thì cùng Polly đi xử lý cái tôm trước. Mình bỏ một chút muối vào xong mình rửa tôm hả mọi người. Thì mình cứ ngâm ở đây và mình sẽ đi cắt nó. Cái đầu á Polly không giữ lại bởi cái nó nhọn đó, nhiều khi mấy bé ăn á nó sẽ châm ra. Đây, mình sẽ bỏ mấy cái chân đi. Và mình sẽ cắt ở chỗ này nè mọi người, cắt cái vỏ nhỏ thôi. Mọi người có thấy ví dụ là cái sợi chỉ của nó ở trong đây á, này không có nè, nó có rất là ít, thì mình lấy ra luôn. Polly giữ lại cái đuôi á, cho nó đẹp. Mình cắt như vậy á, thì nó thấm cái gia vị, với lại là khi mà các bé lột cũng dễ hơn. Nhất là Polly làm món này cho các bạn Phần Lan của Polly á, thì mình cắt ra như vậy á, người ta lột nó dễ hơn nè. Mình lấy cái chỉ ở trong này cũng dễ đó mọi người. Đây, sau khi mình xong á mọi người, thì mình sẽ rửa qua lại nước lạnh ha mọi người. Sau đó mình sẽ vớt nó ra, mình sẽ để ráo và mình sẽ đi qua xử lý. Mình sẽ dùng giấy mình lau khô cái tôm, thì mình sẽ dùng giấy để mình lau khô mấy cái con tôm này ha. Mình cần thêm nữa, đó là một bọc zip để mình bỏ vô, mình trộn với lại bột mì á. Polly lau xong Polly sẽ bỏ vào đây luôn. Lau thịt khô nha mọi người, mình lau từng ít thôi, mình bỏ vào đây. Mình phải lau khô là tại vì mình chiên đó mọi người, với lại nếu mọi người để nước á là nó thấm bột rất là nhiều, nên mình phải lau trước để con tôm nó khô, sau đó mình đổ bột bắp vào á, thì nó khi con tôm nó khô á, mình chiên á, nó không bị nước văng lên trong cái dầu á mọi người. Polly sẽ sử dụng á, hồi nãy là 1 muỗng cà phê muối, thì Polly sẽ lấy 1/4 thôi mọi người, một chút xíu thôi ha. Và Polly sẽ trộn vào trong cái bột cho nó đều. Tiêu hồi nãy một phần, chưa tới 1/2 nữa, Polly lấy ít thôi, một chút xíu Polly trộn vào đây. Mọi người đừng bỏ đường nha, tại vì nó sẽ cháy đó. Mọi người có thể dùng bột năng hoặc là bột bắp cũng được. Polly sử dụng bột bắp. Đó, mọi người đóng cái zip lại. Đó, mọi người xóc nó lên. Nè, nó đều hết rồi này mọi người. Và bây giờ mình sẽ đi chiên thôi. Giờ mình mở bếp lên ha mọi người ha. Mình cho dầu ăn vào. Mọi người, bây giờ mình trong khi mình đợi dầu nóng á, mình đi chuẩn bị cái dĩa, nó có cái giấy để mình khi mình chiên tôm mình bỏ ra cho nó thấm dầu ha mọi người ha. Polly sẽ cho tỏi vào trước.
thì mình sẽ chiên cho nó vàng. Thường mọi người sẽ cắt vụn, nhưng mà nếu mà mọi người cắt vụn á thì khi mình lấy ra rất là khó, cho nên bully để từng miếng như này, mình chiên xong á, một lát á mình muốn cắt vụn thì mình sẽ cắt vụn ra ha mọi người ha. Thì bây giờ nó vàng rồi mọi người, bully sẽ vớt bỏ vào đây, nó sẽ lắng dầu xuống. Thì bây giờ bully sẽ bỏ tôm vào. Mọi người cứ chiên một mặt á, theo bully chiên là khoảng 1 phút mọi người, 1 phút đến 2 phút thôi, mình không chiên quá con tôm nó sẽ bị khô á. Bully đang sử dụng là lửa trung bình, có nghĩa là khoảng hơn trung bình, cao một chút, là 10 số, nhà bully có 16 số thì bully đang chiên ở số 10. Mình đã lau khô rồi thì cái con tôm nó sẽ không có thể nào văng dầu được nữa. Bully tăng lên số 12 luôn. Bên chỗ bully á là bây giờ đang mùa thu, ở ngoài thì trời se lạnh, ở trong này mà nghe mùi tỏi thơm rồi mùi hải sản, mùi tôm chiên nữa thì còn đói bụng luôn. Thì bây giờ là nó đã 1 phút rồi đó mọi người, bully sẽ trở qua. Mọi người đừng có chiên lâu quá nha, cái tôm nó sẽ khô, nó sẽ không ngon nữa. Mình sẽ để lại một chút giống như là cái nước gọi là juicy, người Tây họ nói là juicy á, là nó có mùi mình ăn mình vẫn nghe cái mùi ngọt của tôm, chứ mình chiên khô quá nó sẽ bị khô á, như ăn nó sảm lắm. Bully hạ nhỏ lửa xuống, nó đã xong rồi nha mọi người. Bully sẽ gấp nó ra về cái giấy. Mình sẽ dùng một cái chảo khác và mình sẽ đi rang muối với vụn bánh mì. Thì Bully sẽ cho muối vào, cho vụn bánh mì vào luôn nha mọi người. Mình sẽ rang nha mọi người, rang cho nó thơm, nó khô lên á thì nó sẽ cái vụn bánh mì nó vàng vàng á, nhìn sẽ ngon hơn. Và Bully cho tiêu vào luôn. Sau đó Bully sẽ bỏ bột hành vào và mình sẽ hạ lửa xuống. Mình bỏ tôm vào mình xóc luôn. Và mình tắt bếp luôn. Mình sẽ trộn lên cho nó cái vụn bánh mì á nó kết dính luôn nha mọi người. Đây, bây giờ nó đã kết dính rồi mọi người. Ha, thì mình sẽ đem ra và mình sẽ trang trí. Đây xong rồi mọi người. Thì trong cái khâu lúc nãy mà mình nóng á, mọi người bây giờ có thể bỏ ớt vào nếu mọi người thích. Ha mọi người ha. Ớt bột, ớt gì cũng được, mọi người có thể sắc bất cứ ớt nào. Mọi người có thể bỏ vào. Thì bây giờ mình sẽ trang trí ra đĩa. Bây giờ mình sẽ đi trang trí, Bully sẽ trang trí giống vậy. Bully dùng cái bọc á, Bully bỏ cái bánh phồng tôm vào đây mọi người. Mình đem đi đập nó. Mình sẽ rưới lên. Mình trang trí nhiều đó mọi người. Cái này thì mọi người nhìn vô tưởng như là muối, nhưng mà thật sự nó là không phải là muối. Bởi vì tôm rang muối thì nó cái hình thức nó giống như là tôm rang muối, nhưng mà khi mọi người ăn á là nó không quá mặn và nó giòn giòn y chang như muối luôn. Mọi người cứ bỏ nhiều vào. Đấy. Đây, mọi người sẽ bỏ vài lát tỏi lên. Nếu mọi người không muốn miếng bự bự vậy, mọi người có thể bóp ra. Thì Bully sẽ bóp, dùng tay bóp luôn mọi người. Mình bóp nhuyễn ra ha. Thì để cho nó không có bị thấy lợn cợn á, thì khi ăn ở trong cái này nó sẽ có cái mùi tỏi từ cái tôm rang muối của mình. Sau đó thì mình sẽ trang trí tùy thích thôi. Mọi người có thể hoa, cà rốt, tỉa hay là ngò như Bully. Bully sẽ cho vài cái hoa bướm lên. Đã xong món tôm rang muối theo công thức của Bully rất là nhanh phải không mọi người? Bully chúc mọi người sẽ làm thành công món tôm rang muối. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Bully. Bully xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video lần tới.